Xin chào các bạn, đây là kênh YouTube của mình và mình là Kiên. Kênh của mình thì nói về nước hoa, không biết là trong tương lai thì mình có làm thêm những cái nội dung khác hay không, nhưng mà trước mắt là nói về nước hoa đã. Thì như cái tiêu đề ở phía dưới thì mình có nói là video này mình làm top 5 chai nước hoa giá rẻ. Các bạn có muốn đoán thử xem là giá rẻ khoảng tầm bao tiền không? 1 triệu, 2 triệu hay là 3 triệu? Chắc là 2-3 triệu thì nó không rẻ đâu nhỉ. Nhưng mà với 1 triệu đồng, chỉ với 1 triệu đồng thôi, trong video này các bạn có thể mua được một chai nước hoa có giá dung tích 100ml và chất lượng cũng khá là ok. Tất nhiên cái giá này thì không phải cái giá trực tiếp từ store, và cái giá này là mình mua được các thương nhân ở Việt Nam, hoặc là nếu như bạn nào có nhu cầu muốn mua những chai nước hoa này thì các bạn có thể inbox qua Facebook của mình để mình chỉ cho các bạn. Và đây là những chai nước hoa mình đều đã sử dụng qua khá nhiều, và mình thấy chất lượng và giá cả nó luôn đi kèm với nhau. Thậm chí là có những chai nước hoa trong này, có những chai nước hoa mà mình sử dụng qua và mình thấy rằng giá chất lượng của nó còn tốt hơn giá tiền rất nhiều, tốt hơn những chai nước hoa có những cái giá mức giá cao hơn. Vậy hãy cùng mình đi xem qua đó là những chai nước hoa nào nhé. Chai nước hoa đầu tiên và là cũng là chai nước hoa ở vị trí số 5 mà mình muốn nói tới, đó chính là chai nước hoa của nhà Lacoste. Đây. Đó, một brand quần áo rất là nổi tiếng. Thì chắc là các bạn cũng khá ít bạn biết là nhà quần áo hãng thời trang Lacoste này có làm về nước hoa đúng không? Nếu mà để nói về thời trang thì những cái sản phẩm của nhà Lacoste này thì nó đều cũng không là rẻ. Và nhưng mà nước hoa của họ thì cũng giá cũng khá là rẻ, khi chai nước hoa này có giá dưới 1 triệu đồng. Đây các bạn có thể nhìn thấy có biểu tượng cá sấu luôn. Đấy, biểu tượng cá sấu của Lacoste. Đó. Thì chai nước hoa này khi xịt ra thì bạn sẽ có một cái mùi bưởi ngay ban đầu khá là rõ ràng, nó khá là mát mẻ và dễ chịu cùng với bạch đậu khấu. Thì xong rồi cuối cùng thì khi dry down xuống nó lại có cái vị hơi ngọt của gỗ. Thì cái mùi hương này nó khá là trẻ trung, nó khá là thanh lịch và mình nghĩ là nó có phần khá là năng động nữa. Nó sẽ phù hợp với những bạn gọi là bạn sinh viên, học sinh kiểu học cấp 3 vào những năm cuối cấp 3 như kiểu lớp 11, 12, hay là khi các bạn mới ra trường, các bạn còn là sinh viên, thì chai nước hoa này rất là phù hợp với các bạn. Thứ nhất là vì với giá tiền, và thứ hai là về một cái mùi hương suy chớt ban đầu khá tốt, và sau đó là cái mùi của ngọt của gỗ và của bạch đậu khấu. Thì cái mùi hương này nó rất phù hợp với các bạn từ những công việc như kiểu là đi học đến đi làm thì nó khá là ok. Về độ bám tỏa của chai nước hoa Lacoste White này thì chai nước hoa này bám trên da mình nó khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Đó, và nó tỏa hương khoảng tầm dưới nửa cánh tay thôi. Thực sự là nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ mang đến cho bạn một cái mùi hương cơ thể xung quanh thôi. Và tất nhiên cái giá tiền dưới 1 triệu đồng thì các bạn để xịt hàng ngày, mang đi tận nơi xịt các bạn cũng được. Khi mùi hương nó xuống thì các bạn để xịt ngay, không sao cả. Và mình thì hay sử dụng chai nước hoa này để đi tập gym. Đó. Đó là vị trí số 5. Ở vị trí số 4 đó là chai nước hoa mà được rất nhiều các review ở nước ngoài lựa chọn. Đây. Nautica Voice. Các bạn có thể nhìn thấy không nhỉ? Có vẻ là nó hơi khó nhìn. Đấy. Thì với giá tiền khoảng tầm 600-700 nghìn gì đấy, bạn có thể sở hữu 100ml. Thì nó sẽ mang lại cho bạn một cái mùi hương, đó là mùi hương của xanh xanh của lá cùng với táo. Và nó khi bạn xịt ra thì nó như kiểu là một cái luồng gió biển vậy. Nó rất là mát mẻ, rất là sảng khoái. Và khi dry down xuống thì cái mùi của xạ hương thì nó lại phảng phất trên da mình. Nhưng mà chủ yếu vẫn là cái nốt xanh của lá, của nước. Thì thực sự là cái mùi hương này nó rất là mát mẻ, rất là dễ chịu và mùi rất là nịnh mũi. Bạn có thể xịt mọi lúc mọi nơi. Và nếu như ngày nào mình không biết xịt chai nước hoa gì thì mình cứ cầm Nautica Voice và mình xịt lên người đó. Kể cả 4-5 shot, kể cả 6-7 shot chả sao, và mùi hương cực kỳ là dễ chịu và cực kỳ là dễ sử dụng. Chai nước hoa Nautica Voice này thì mình thấy có một cái điểm yếu là cái độ tỏa hương của nó không tốt. Thì mình nghĩ là cái nốt hương mát mẻ nó cũng không thể nào tốt được cả. Và cái chai nước hoa này bám trên da mình khoảng tầm 7 tiếng. Và nếu mà có một cái điều chê nữa thì mình nghĩ là cái chai nước hoa này mùi nó hơi nhân tạo một chút. Thì nhưng mà thực sự là nếu như bạn nào không quá yêu cầu khắt khe thì mùi hương này cũng khá là một cái mùi hương tuyệt vời rồi, không vấn đề gì cả.
Chai nước hoa này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn tầm từ 15 cho đến 20, 21 tuổi. Các bạn xịt đi chơi, đi làm và xịt hàng ngày luôn được, chả sao cả. Và cái phong cách thì mình nghĩ là khá là trẻ trung, khá là năng động và rất là thể thao, dễ chịu. Mình cũng thỉnh thoảng đổi gió với chai Lacoste ở phía trước thì để xịt đi tập gym. Và chai nước hoa này thực sự là rất là rẻ, các bạn có thể xịt thoải mái luôn. Và thỉnh thoảng mình vui mình còn mang ra xịt phòng luôn. Nếu ở vị trí số 5 đó là chai nước hoa Lacoste White với mùi hương citrus mở đầu và dry down xuống gỗ. Ở vị trí số 4 đó là Nautica OS, một cái mùi hương rất là mát mẻ, rất là dễ chịu và sử dụng hàng ngày. Thì ở vị trí số 3 đó là chai nước hoa khá là trưởng thành, khá là quyến rũ và có sự hấp dẫn nhất định ở độ tuổi đó. Đó chính là Mont Blanc Legion. Chai nước hoa này thì nó là dung tích 200ml nên là nó hơi to một chút, thì mình có mua lại. Và khi các bạn xịt ra thì nó là mùi của hoa quải hương, hoặc là gọi là hoa lavender cùng với một chút citrus mở đầu. Và dry down xuống nó sẽ xuống gỗ, khá là ngọt ngào, khá là quyến rũ. Thì cái mùi hương này khi mình xịt ra nó khá giống một cái chai nước hoa khá nổi tiếng, đó là Clos de Chanel. Đây. Thì cái mùi hương này mở đầu nó giống thôi, nhưng mà khi dry down xuống thì nó có phần thanh thoát và có phần nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó vẫn thể hiện cái sự sexy, cái sự quyến rũ của một người đàn ông. Và nó mang đến cái độ bí hiểm của một người đàn ông nữa. Có lẽ là những cái nốt hương mà nốt hương gỗ mà đi với hoa quải hương nó thường khắc họa nên tính cách của một người đàn ông như vậy. Về cái phong cách mà chai nước hoa này thể hiện thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn nam khoảng tầm từ 22, 23 tuổi và với cái phong cách là bắt đầu đi làm ở những cái không gian như kiểu văn phòng, cần ăn mặc lịch sự một chút, chỉnh chu một chút thì chai nước hoa này rất là phù hợp với các bạn. Và chai nước hoa này bám trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Một cái cũng khá là ok, nó tất nhiên là nó không tốt bằng cái chai nước hoa Clos de Chanel, nhưng mà so với mình đánh giá chai nước hoa này với Clos de Chanel thì mình đánh giá chai nước hoa này cao hơn. Tại vì mình thích những cái nốt dry down, một cái mùi hương khá là nhẹ nhàng, khá là bay bổng nhưng mà nó vẫn có sự sexy, vẫn có sự quyến rũ nhất định đó. Và giá tiền thì cũng dưới 1 triệu đồng thôi. Ở vị trí số 2 đó chính là chai nước hoa Club Nui của nhà Amas. Đấy, mình sẽ để hình ở đây. Mình thì không có chai full của chai nước hoa này, tại vì mình đã sang nhượng này cho em mình rồi. Thì nếu như để lựa chọn chai nước hoa nào là chai nước hoa clone khá là tốt và rất là rẻ của nhà Aventus, của nhà Creed đó, thì mình chắc chắn sẽ lựa chọn Club Nui đó. Một cái mùi hương khá là độc đáo, khá là ấn tượng và nó mang lại cái sự trưởng thành, cái sự giàu có như mình đã review về chai nước hoa Creed Aventus. Mình sẽ để link ở dưới nếu như bạn nào muốn tìm hiểu về chai nước hoa này. Và nhà nước hoa này thì khá là biết cách lắng nghe người sử dụng, đó là những cái phiên bản trước của chai nước hoa Club de Nui For Men này thì nó nhiều người nhận xét là nó hơi hóa học, thì nhà nước hoa này đã thêm fruity, thêm cái hàm lượng của dứa, của táo, của hoa quả vào làm cho cái mùi hương nó có phần tự nhiên hơn. Và có một điều nữa là chai nước hoa này thì nó có độ bám tỏa tốt hơn Creed Aventus rất nhiều. Creed Aventus thì có nhiều batch khác nhau nên là nó mùi hương nó cũng khá là mang nhiều cái scandal khác nhau. Thì nếu như bạn nào không quá quan trọng về cái mùi hương mà vẫn muốn thử những cái mùi hương giống của Creed Aventus thì Club de Nui là một cái lựa chọn khá là tốt. Các bạn ra đường và các bạn có thể ngửi thấy hai cái mùi này rất nhiều, nhưng mà để có thể biết được đâu là Creed Aventus và đâu là Club de Nui thì khá là khó đó. Thì cái mùi hương này mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn khoảng tầm từ 24-25 tuổi đổ ra. Và các bạn có lứa tuổi đấy nó cũng khá là chững chạc rồi. Và nó cái mùi hương này nó cũng khá là quyến rũ và mình nhận được khá nhiều lời khen. Và tất nhiên là giá cũng rất là rẻ, các bạn có thể sử dụng hàng ngày. Ở vị trí số 1 đó là một chai nước hoa mình cực kỳ yêu thích. Đó chính là Enquinoy Sport. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây, mình zoom vào cho các bạn nhé. Đó, của nhà Lalive. Chai nước hoa này có dung tích 100ml. Thì ngoài cái phiên bản này ra thì nó có hai phiên bản khác, đó là phiên bản gốc, đó là Enquinoy thôi, và phiên bản Xchem này. Đấy, đó. Thì
cái mùi hương này nó sẽ mang đến cho bạn đúng một cái tính chất của mùi hương của cỏ hương bài. Người ta thường nói là nếu như bạn nào vui quá mà không biết làm nào để buồn, hoặc là bạn nào muốn gặp nhấn nỗi buồn, thì Angry Noise phiên bản gốc của nó sẽ làm cho bạn buồn đi rất rất nhiều. Và nhiều người cũng thường nói là những chai nước hoa Angry Noise này thì khi các bạn xịt vào mùa mưa thì nó thực sự là rất là buồn, nó rất là u tối, nó rất là sầu. Nhưng mà cái phiên bản Sport này thì nó được thêm cái nốt hương nước và thêm những cái nốt hương khác như cây bách xù, thì nó lại mang tới cho bạn một cái mùi hương nó như nào nhở, cái mùi hương mà nó có nốt cỏ hương bài thì nó sẽ không bị khô quá mà nó có phần tươi mát, dễ chịu và dễ dùng hơn. Thì thực sự là cái phiên bản Angry Noise nó là một cái mùi hương vetiver khá là khó sử dụng, cái mùi hương này nó khá kém mũi, nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng cái phiên bản Angry Noise Sport này. Đó, một cái mùi hương mà nó phù hợp với những bạn có cái tính cách nó hơi trầm tính, sống hướng nội và ít nói, nhưng mà khi các bạn tiếp xúc rồi thì các bạn thấy người ta cực kỳ là hấp dẫn. Trời nắng này nên là ánh sáng nó thay đổi làm cho mình quay nhiều khi nó hơi khó chịu một chút, thì các bạn thông cảm nhá. Đây, đó, một chai nước hoa mình cực kỳ yêu thích về cái nốt hương này. Tất nhiên là nó cũng hơi kén mũi, tại vì cái mùi hương này thì nếu như những người nào mà không chơi nước hoa nhiều thì cái mùi hương này nó sẽ khá là khó chịu. Nhưng mà thực sự là khi bạn thích rồi thì cái mùi hương này quá là ok luôn. Và mình đánh giá chai nước hoa này có cái mùi hương, nó thực sự là nó, cái chất lượng của nó phải gấp 3-4 cái giá, cái lần tiền của những chai nước hoa này. Đây là chai nước hoa mình rất rất thích, phải nói một lần nữa là mình rất thích cái mùi hương này. Cái mùi hương này nó bám tỏa trên da mình cũng tầm 6-7 tiếng và cái độ tỏa hương của nó chỉ tầm nửa cánh tay thôi, khá là ok. Và chai nước hoa nếu mà bản phiên bản Sport này thì các bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi được, nó cũng không quá là khó dùng. Trời là cái lúc nắng lúc râm nên là mình quay rất là khó chịu, có lẽ là hôm sau mình quay ngoài trời mình đi sớm hơn để cho ánh sáng nó ổn định. Thì đây là 5 chai nước hoa mà mình lựa chọn có giá dưới 1 triệu đồng. Không biết là có bạn nào đã sở hữu qua những chai nước hoa này chưa, và cảm nhận của các bạn ra sao? Các bạn có những đóng góp nào khác với cái những chai nước hoa có giá dưới 1 triệu đồng hay không? Hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh của mình nhá. Chúc các bạn sớm được tìm được một cái mùi hương nó phù hợp với cái phong cách và cái giá tiền của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.